Bây giờ thì cái đường truyền đã ổn định rồi, nhưng mà sức khỏe của chúng tôi từ hôm qua đến giờ nó chưa có ổn định. Vì một tuần chúng ta chỉ có học một ngày, cho nên chúng tôi cũng cố gắng để vào trong. Nhưng mà cái thân này nó người lạ, sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, rồi đây đống hôi thối đổ vỡ vì chết chấm dứt mạng sống. Cuộc sống là như vậy đó. Có những điều mà chúng ta bất định lắm. Sự bệnh tật là một bất định. Cái thời giờ chết là bất định, không biết được. Nơi chết là bất định và cách chết là bất định. Sự tái sanh cũng là bất định. Cho nên có lẽ chúng ta tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Kính lễ Đức Phật Tôn của Tịnh Cúng Đấng Chánh Trì. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài số 13 tấu học. Học bài tấu học số 13 là tấu học hộ sinh duyên Paccha Cha Sa Phạn Đế. Khi chúng ta nói đến cái học sinh duyên chúng ta phải nhắc lại ý nghĩa và chi pháp của học sinh duyên trước khi chúng ta nói đến tấu hợp của pháp đó. Ở trong đời sống của ngũ uẩn, đời sống của chúng sanh loài người, hay nói một cách khác là trong cõi dục giới và cõi sắc giới hữu tưởng, thì chúng ta có hai cái yếu tố phục chất thì gọi là sắc, và yếu tố tâm linh gọi là danh. Danh là sắc luôn luôn có sự tương quan với nhau, nó tương quan với nhau theo cái cách thì gọi là duyên hệ
nếu như cái sắc á mà nó trợ cho danh, trong đời sống của chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân ý y vật nó trợ cho nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý giới, vị thức giới, thì nó trợ bằng cách là vật tiền sanh y giới. Bởi vì là vật chất cho nên nó muốn làm chỗ trú cho tâm, thì nó phải sanh trước. Nhưng ngược lại thì tâm nó cũng phải có một cái chức năng, hay chúng ta nói cách khác là cái trách nhiệm là bảo trì sắc pháp đã sanh ra rồi. Nó trở bằng cách là hậu sinh duyên, nó chưa sanh nhưng mà nó đã có cái lực để mà nó duy trì sắc pháp. Chúng ta nói một cách khác á, là 28 thứ sắc pháp ở trong thân của chúng ta, trong thân này khi mà nó hiện khởi á, thì nó phải nó tồn tại qua 17 sắc na, 17 sát na tâm, rồi nó mới diệt mất một bộ. Một cái tế bào sắc nó sống tuổi thọ nó sống lâu gấp 17 lần so với một cái sát na tâm. Vì thế nên khi mà một bộ sắc, một tế bào sắc mình sanh lên, nó vừa sanh lên thì cái khoảng thời gian còn lại thì nó phải do các tâm khác bảo trợ cho nó. Chúng ta lấy cái ví dụ như thế này, thí dụ như sắc pháp, cái bọn sắc đó, nó sanh chung cái thời điểm với tâm khai ngũ môn, thì khai ngũ môn là một sắc na tâm, nó sanh rồi nó diệt, sanh rồi trụ diệt. Thế là nó bỏ cái bọn sắc mà đồng sanh đó, nó bỏ dọc đường, nhưng mà cái bọn sắc nó không thể tiêu hoại được, không thể tiêu hoại được, là bởi vì vẫn còn có 17, 16 cái sắc đa tâm sẽ sanh, nó sẽ trợ duyên cho cái bọn sắc này được tồn tại. Như vậy thì cái sắc na tâm thứ nhất nó đồng sanh với cái bọn sắc đang sanh, bọn sắc nó đồng sanh với tâm, tâm thứ nhất. Nhưng mà rồi tâm thứ nhất nó diệt đi thì 16 sắc na tâm sẽ sanh tiếp nối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thì nó sẽ sanh tiếp nối
thì nó sẽ có cái trách nhiệm nó duy trì cái bản sắc này cho tồn tại cho đến cái sắc na tâm thứ 17, thì nó mới cái sắc pháp nó diệt đồng với tâm thứ 17. Chúng ta lấy một cái ví dụ giống như một đứa bé, khi mà bà mẹ sanh ra, vừa sanh ra thì đứa thì bà mẹ qua đời, chúng ta tưởng chừng như là đứa bé nó sẽ chết, nhưng không thưa quý vị, nó sẽ có những người ở trong xã hội đó, họ nuôi dưỡng đùm bọc cho đứa bé đó cho tới lớn. Thì chúng ta ví dụ như thế nào thì những người sẽ nuôi dưỡng đứa bé đó là năng duyên trợ cho đứa bé đang sinh ra khỏi bụng mẹ, nó trở một cách là hậu sinh duyên, trở thành hậu sinh duyên. Hiện tại thì chưa có những người đó, nhưng mà những người đó sẽ bảo trợ cho nó trong tương lai. Cũng như thế nào thì tế bào sắc của chúng ta nó hiện khởi với cái tâm đồng sanh, nhưng mà rồi cái tâm đồng sanh đó ngắn ngủi quá, nó chỉ có một cái sát na sanh trụ diệt rồi nó mất đi. Nhưng mà sắc pháp thì nó sống dài, nó sống lâu tới 17 sát na rồi. Như vậy 17 sát na tâm sẽ sanh đó được gọi là cái định lý hậu sinh duyên, nó sẽ trợ cho. Hoặc là chúng ta có một cái thí dụ, bây giờ một ngôi chùa, thí dụ như cái vị hòa thượng đó xây dựng cái ngôi chùa, không phải là xây dựng xong cái ngôi chùa rồi có thể khi mà hòa thượng nó chết cái ngôi chùa nó cũng dẹp luôn, không phải. Hòa thượng đi dựng lên cái ngôi chùa, nhưng mà khi hòa thượng nó chết rồi thì khó sẽ có những vị trụ trì kế tục, những vị trụ trì đó sẽ gìn giữ cái ngôi chùa, gìn giữ cái ngôi chùa. Từ đời trụ trì này sang đời trụ trì khác gìn giữ cái ngôi chùa đó. Mỗi vị trụ trì sống đâu có bằng cái tuổi thọ của ngôi chùa, nhưng mà cái ngôi chùa được tồn tại đó lâu dài là nhờ có những vị trụ trì sẽ có những vị sẽ xuất gia sau này, sẽ tu sau này để làm trụ trì cái ngôi chùa đó. Chúng ta nói trường hợp các cái thế hệ tương lai sẽ gìn giữ cái ngôi chùa đó, giống như là tâm sẽ sanh, nó bảo trợ cho, nó hỗ trợ cho sắc pháp này, cái sắc thân này tồn tại được, không có bị thối rữa, không có bị chết đi, là do nhờ cái định lý gọi là hậu sanh duyên. Bởi vậy cho nên khi mà cái sắc thân này đó nó bị thối rữa, nó bị thối rữa, nó bị tiêu hoại, khi mà cái dòng tâm thức tới cái tâm cuối cùng là tâm tưởng của chu kỳ 98, thì chu kỳ 98 tâm tưởng sở khởi lên rồi thì xem như là cái cuộc sống này không còn tâm sẽ sanh nữa, mà những cái tâm vô gián duyên kế tiếp là nó sẽ hiện khởi ở một cái, nó sanh đồng sanh với một cái sắc pháp mới, còn cái thân xác cũ này thì không còn cái chỗ dựa nữa, bởi vì khi mà tâm thức lìa bỏ rồi,
tâm thức, chấm dứt cái đời sống này kể như là hết. Cái sắc thân này không có dựa vào tâm thức, cái cuộc sống cũ đến đây là kết thúc, tâm kết thúc. Vì rằng là tâm kết thúc cho nên các sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực trong thân này lần lần nó sẽ thối rửa. Vì tắt thở từ sáng cho đến trưa là nó đã cứng thân rồi và đã biến sắc rồi. Cho nên trong đời sống bình nhật của chúng ta đó, chính vì do tâm thức sẽ còn tiếp nối với nhau sanh khởi để hỗ trợ cho sắc pháp, cho nên sắc pháp còn. Đầu hôm chúng ta ngủ, ngủ trong suốt một đêm như vậy thì tâm nó cứ sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, tiếp nối, tiếp nối, tiếp nối. Và nó cứ bảo trì cái sắc thân này. Sáng chúng ta giật mình thức dậy, chúng ta thức giấc, ngồi dậy thì chúng ta vẫn, cái thân xác cũng vậy thôi, nó không có bị thối rữa. Đó là do hậu sinh duyên, mình phải hiểu đến cái chỗ đó. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái chi pháp hậu sinh duyên thì chúng ta nên biết rằng ngoại trừ ra bốn quả vô sắc là nó chỉ hiện khởi trong cái cõi phạm thiên vô sắc, không có tâm, không có sắc pháp. Còn 117 tâm còn lại cùng với 52 tâm sở phối hợp sẽ sanh, nó sẽ trợ cho bốn loại sắc pháp thời trụ, tức là trợ cho sắc pháp thời trụ bốn loại là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Đây là những điều mà chúng ta ôm lại cái ý nghĩa cũng như cái chi pháp của hậu sinh duyên. Bây giờ trong 117 tâm đó, chúng ta có ba loại tâm là tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô kiết. Tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô kiết. Còn bốn loại sắc pháp thời trụ thì hệ sắc pháp thì nó là pháp vô kiết, sắc pháp là pháp vô kiết. Như vậy năng ở đây có ba đặc tính: thiện, bất thiện và vô kiết. Và sở ở đây, sở duyên ở đây là pháp vô kiết thôi. Vì vậy cho nên nếu tính theo câu ích tri thì chúng ta có ba là thiện trợ vô kiết, bất thiện trợ vô kiết và vô kiết trợ vô kiết. Trong cái trường hợp tổng hợp với hậu sinh duyên thì nó có ba duyên trong giống hậu sanh tổng hợp thôi, tức là hậu sanh bất tương duyên, hậu sanh hiện hữu duyên và hậu sanh bất ly duyên. Thì nó tốt hợp như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trước hết chúng ta nói ở trường hợp hậu sanh duyên thiện trợ vô ký. Ở trong đời sống bình nhật của chúng ta, hễ mở cái giai đoạn nào, giai đoạn tâm động lực thiện mà sanh khởi ra, thì động lực thiện nó có cái vai trò. Hệ sắc pháp diễn biến, nó diễn biến ngang qua cái sắc na tâm nào thì tâm đó nương
tâm đó làm chỗ nương cho, nâng đỡ cho nó. Cho nên thể như sắc pháp mà tồn tại qua cái động lực thiện thì gọi là bảy động lực thiện sẽ sanh, nó làm hậu sinh duyên cho sắc pháp. Cái điều này có một cái thí dụ, nhưng mà không biết cái thí dụ này Phật tử chúng ta nghe có hiểu được không. Khi mà người ta muốn lăn một cái vật nặng đấy, như một tảng đá hay là một cái mảnh ván to, họ lăn, họ sẽ có những cái ống lăn nó tròn, có thể là một khúc sắt sắt tròn hay là một khúc cây tre tròn, họ cắt ra từng khúc ở khoảng chừng 40 cm hay 30 cm, họ để họ làm cái sau lăng. Mà họ đâu có cần nhiều thứ gì, mặc dù lăng đường dài vậy nhưng mà cứ hãy lăng tới cái ở phía sau nó trống này, người ta lấy mấy cái ống lăng đó người ta bỏ phía trước, người ta chêm ở phía trước thì nó lăng qua cái đó, rồi người ta rút ống lăng ở phía sau người ta bỏ lại phía trước. Cứ như thế đó mà cái người mà điều khiển đó cứ cứ đẩy cái tảng đá nó đi, nhưng mà đi hoài không có giờ sập, là tại vì các ống lăng đó nó tiếp nối, nó sẽ đặt phía trước, sẽ đặt ở phía trước cái con đường mà nó đi qua. Cũng vậy, khi mà sắc pháp nó diễn biến nhờ nó có những cái chỗ tựa, tức là những cái tâm tiếp nối sẽ sanh gối đầu bằng nhiều cái thí dụ mà chúng tôi trình bày để cho quý vị hiểu ở đây. Trong đời sống của chúng ta, cái sắc pháp bao giờ nó cũng tâm pháp, thì nó đương nơi sắc pháp mình sinh khởi phải rồi, như là nhãn thức đương nhãn vật, nhĩ thức như tỷ vật, nhĩ vật vân vân. Nhưng mà ngay cả sắc pháp, bốn loại sắc pháp đó, nó cũng phải nương vào tâm mà nó tồn tại trong 17 sắc na. Cho nên ở cái chỗ này chúng ta cũng phải hiểu đây là cái trường hợp mà nếu như tâm thiện sẽ sanh, nó trợ cho các bọn sắc cái thời trụ được đi ngang qua, được diễn tiến ngang qua, thì như vậy được gọi là hậu sanh duyên, thiện trợ cho vô kiến. Cái trường hợp thứ hai đó, gọi là bất thiện trợ vô kiến, cũng tương tự như vậy. Tức là 12 tâm bất thiện cùng 27 sự hợp là những động lực tâm sẽ sanh ra trong độ trình, nó trợ cho các bọn sắc pháp thời trụ diễn biến ngang qua độ tâm đó. Sắc pháp này nó sanh ra bắt đầu từ cái sát na hộ kiếp vừa qua, nó còn tồn tại dài cho đến cái sát na cuối cùng. Thì hễ khi sát pháp nó tồn tại qua, nó qua tới cái trạng động lực bất thiện nhá, thì lúc bây giờ ngang chỗ động lực bất thiện trợ cho sát pháp á, bốn loại trợ sát pháp, bốn loại để trợ một cách là hậu sinh duyên, bất thiện trợ cho vô ký. Thì tất nhiên
tâm bất thiện và pháp vô ký này thì nó bất tương ưng được, cho nên mình gọi là hậu sinh bất tương ưng. Nghĩa là tâm bất thiện này nó trợ, tâm bất thiện hoặc là tâm thiện khi nãy nó trợ cho cái pháp vô ký, nó trợ sắc pháp, nó trợ một cách hiện hữu đang trong lúc đó. Cũng như quý vị biết rồi nghe, cái cây đuốc mà Olympic đó, cái cây đuốc đó nó truyền từ người này sang đến người khác trên một cái đoàn diễu hành mà nó không bao giờ rớt cây đuốc, là tại sao vậy? Người này vừa cầm xong cái truyền tay cho người khác, cầm cầm dài 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 về nó truyền đi. Thì như vậy trong trường hợp với chúng ta gọi là, chúng ta gọi là có hậu sanh hiện hữu duyên, nó hiện hữu, nó không để cho rớt xuống. Mà cái gì là hiện hữu thì cái đó là bất ly, cái gì hiện hữu thì cái đó là bất ly, nó không có liền nhau. Những cái ý nghĩa đó chúng ta cần, chúng ta cần phải nắm, cần phải biết. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái hậu sanh duyên vụ ký trợ vụ ký, tương tự vậy thôi. Hãy 117 tâm mà chúng ta đã trích ra 37 tâm thiện nói rồi, thiện trợ vụ ký bằng hậu sanh duyên, trích ra 12 tâm bất thiện để chúng ta nói bất thiện trợ vụ ký, thì như vậy bây giờ còn lại là 68 tâm vụ ký hữu sắc cùng với 38 sáu hợp là những tâm sẽ sanh trong đời sống thường nhật, nó hỗ trợ cho các cái bọn sắc sắc pháp thường trụ và các là vô ký đều vô ký. Bởi vì tâm quả là tâm trú trong thường nhật đó, thì đó là có vô ký. Thì trường hợp vô ký trường vô ký cũng có ba duyên tố hợp thôi: hậu sanh bất tương duyên, hậu sanh hiện hữu duyên và hậu sanh bất ly duyên. Thực ra thì thưa quý vị, ví dụ pháp nếu mà những ai có nhân duyên tự mình học tự mình hiểu thì chúng ta sẽ tiến hóa. Còn khi mà chúng ta nghe, có nhiều khi có những cái thuật ngữ nó khô khan và nói như vậy thì mai mốt các chắc các Phật tử không dám gặp mặt chúng tôi, mình gặp mặt chúng tôi mà nghe pháp mà nói ví dụ pháp nó duyên hệ nó khô khan quá, nói cái gì không nghe hiểu gì, ai nói người đã hiểu. Nhưng mà chúng ta cũng nên để ý một chút, mặc dù nó khô khan thì nhiều khi chúng ta đã hiểu rồi thì không có một cái thứ tà kiến nào mà có thể xen lẫn vô cái tri kiến của chúng ta được. Bởi vì mấy cái thứ tà kiến chấp nê sai lạc cái này kia, có khi mâu thuẫn đầu này mâu thuẫn đầu nọ, và lời nói không có chân đứng, cái luận điệu không có chân đứng, không có lập trường, nó sai lệch với cái công thức của vi diệu pháp. Còn vi diệu pháp là nói cái đó như vậy là như vậy, hễ cái gì hậu sanh duyên là hậu sanh duyên, cái tiền sanh duyên là tiền sanh duyên, chứ không thể nào mà nói cái cuộc sống này do Thượng Đế tạo ra rồi Thượng Đế nuôi dưỡng bảo trì, khi mà chết rồi chắc có lẽ là lúc đó quý vị nói, người ta sẽ nói là lúc đó Thượng Đế ngủ quên cho nên bỏ con người bị chết, thế đó không có lý.
Còn ở đây chúng ta nên nhớ, hãy khi mà tiền sanh duyên, hậu sanh duyên diễn ra thì sắc pháp và tâm pháp nên sanh khởi và tồn tại. Nhưng mà đến khi mà cái năng duyên đó không còn hỗ trợ cho thì bây giờ nắm mất. Cũng như chúng ta nói, cái đuốc và chuyền tay nhau, hãy còn có người giấu tay cầm thì cái đuốc nó còn ở trên. Nhưng mà cho đến cái người cuối cùng mà cầm hụt á thì cái đuốc nó rớt xuống đất rồi, không có gì hết, nó không còn tiếp nối theo hậu sinh duy nữa. Chúng ta hiểu như thế. Cho nên ở đây là một điều mà chúng ta nên cố gắng để nó khô khan. Nhưng mà một tuần chúng ta chỉ có nghe có một tiếng đồng hồ cái ngày thứ bảy thì cũng không đến nỗi là khô lắm. Bình thường mấy ngày kia quý vị nghe kinh tạng, nghe nó khó cứu thì 6 ngày đã được rồi, còn ngày thứ bảy chịu khó nghe khô khan chút. Hôm nay thì cũng còn sớm đó, cho nên chúng tôi nói luôn qua cái bài thứ 14. Bài 14 là tấu hợp trùng dụng duyên. Được gọi là trùng dụng duyên đó, Asivana Pachyaya. Gọi là trùng dụng có nghĩa là lặp đi lặp lại, gọi là trùng dụng. Nếu mà nói theo từ Asivana tức là nó hưởng cảnh hoài hoài. Giống như khi mà chúng ta ăn một cái bánh đó, chúng ta để vào miệng, chúng ta cắn, chứ không thể là chúng ta nhét một lần mà hết cái bánh vào miệng được. Chúng ta phải cắn 5-7 lần thì như vậy mới hết cái bánh vào miệng. Thì cũng như khi mà một cái lộ trình biết cảnh, bắt cảnh sắc, cảnh thinh, khí bị xúc vân vân, tâm mà nó hưởng cảnh đó thì nó phải sanh khởi từ 5 đến 7, với 7 sát na động lực. 5 đến 7 sát na động lực đó nó tiếp nối bằng cách là vô gián, tiếp nối nhau vô gián duyên. Nhưng mà vô gián trùng dụng, nó vừa là vô gián duyên mà vừa là trùng dụng duyên, bởi vì nó là động lực thiện, động lực bất thiện, hoặc là động lực vô ký. Cho nên ở đây nha, chi pháp thì trùng dụng duyên có sắc na động lực như thế dưới, tức là 37 tâm động lực thiện, động lực thiện thế cùng 52 sản phẩm, nó sẽ trợ cho 50, nó trợ cho 67 động lực phi quả cùng với 52 sản phẩm sắc là động lực đang sanh. Thực ra mấy cái này nó phải giải thích, phải giải thích cho nó rõ hơn chút xíu. Nhưng mà tại vì hôm nay chúng tôi sức khỏe chưa có ổn định, cho nên chỉ nói phớt qua chứ không có đơn giải. Hay là bây giờ như thế này, nếu mà dạy, nếu mà học như thế này thì các Phật tử chúng ta, các học viên học cũng không hiểu được cái gì hết.
Để tuần sau đi, để tuần sau xin sẽ giải thích cho quý vị nghe cái ý nghĩa này. Còn bây giờ còn 20 phút á, thì cho 20 phút mà nếu nói phớt qua học cũng như không học. Tuần sau chúng ta sẽ nói về cái bài 14 tổng hợp ở trùng dụng duyên. Còn bây giờ thì nếu mà quý vị có ghi âm hồi nãy đến giờ thì phát lại cái bài để cho đến hết giờ, rồi thỉnh Thượng Tăng, thỉnh Thượng Tôn Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng. Chúng tôi nghỉ ngơi chút xíu để có thể hy vọng ngày bữa nay vào trong lớp Phật pháp của Thầy Tâm Má được để dẫn nhập, hay là để thảo luận và xin cảm ơn quý vị. Bây giờ mời quý vị MC chúng ta làm việc.